Ngày xưa có một cô gái nhỏ. Cô luôn choàng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Con gái ơi! Vâng thưa mẹ. Con biết là bà ngoại đang bị ốm. Con mang cho bà mấy chiếc bánh mẹ nướng và mấy loại thảo dược tươi mà mẹ đã hái trong rừng nhé. Dạ được, con sẽ đi thưa mẹ. Cô gái nhỏ với chiếc khăn choàng màu đỏ như mọi khi bắt đầu hành trình đi đến nhà bà ngoại. Đừng có rời khỏi con đường trong rừng thỏ nhé con yêu, mẹ dặn dò cô bé trước khi đi. Cô bé quàng khăn đỏ bắt đầu bước đi trong rừng, vừa đi vừa vui vẻ ca hát. Sao người ta lại gọi là rừng thỏ nhỉ? Mình có thấy con thỏ nào trên đường đâu. Cô gái quàng khăn đỏ đến một con đường toàn là hoa, có đủ loại hoa nhiều sắc màu. Mình hái cho bà một ít hoa, bà sẽ rất vui đấy. Khi cô bé quàng khăn đỏ hái hoa, cô không nhận ra là cô đang bị lạc hướng. Lúc đó, cô nghe một tiếng động từ trong bụi rậm. Đột nhiên, một con chó sói to thật to nhảy vọt ra trước mặt cô. Cô bé quàng khăn đỏ đã rất sợ hãi khi cô thấy chó sói ngay trước mắt. Cô đánh rơi chiếc giỏ đang mang. Chó sói tiến đến gần cô và nhặt những chiếc bánh cô đánh rơi từ giỏ và đưa lại cho cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ đã rất ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của chó sói. Cảm ơn nhé. Cô bé đang đi về đâu vậy? Đến nhà bà ngoại, căn nhà màu vàng ở cuối khu rừng này. Bà không được khỏe nên tôi mang bánh và thảo dược cho bà. Thật vậy à? À, bạn có thể gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ như mọi người vẫn gọi nhé. Tôi sẽ đi trước và báo cho bà ngoại biết là bạn đang trên đường đến nha. Như vậy bạn có thể tiếp tục hái những đóa hoa xinh đẹp này. Ngay lúc đó, chó sói nghe tiếng súng trường của một thợ săn đang đến, nên nó chạy nhanh hết sức. Cô bé quàng khăn đỏ nhìn quanh một lúc và bắt đầu khóc khi biết rằng mình đã bị lạc. Nghe tiếng khóc, người thợ săn tới và đến bên cạnh của cô. Sao lại có một mình ở đây vậy cháu? Xung quanh đây nguy hiểm lắm. Ta đang tìm một con chó sói rất nguy hiểm. Con chó sói đó ta đã săn từ rất lâu rồi. Cô bé quàng khăn đỏ rất xấu hổ vì không nghe lời mẹ dặn, đã rời khỏi đường trong rừng thỏ, nên cô không nói với người thợ săn là cô đã gặp chó sói. Ờ, dạ. Cháu mang bánh cho bà cháu bị bệnh đang sống ở cuối khu rừng và cháu bị lạc ạ. Vậy để ta dẫn cháu đến nhà bà cháu nha. Họ bắt đầu cùng đi. Và ngay sau đó, chó sói đã đi đường tắt và nhanh chân đến nhà bà ngoại. Chó sói gõ cửa. Bà ngoại la lên từ trong nhà. Ai đó? Chó sói đổi giọng. Là con đây bà ngoại ơi, cô bé quàng khăn đỏ. Con mang bánh quy và thảo mộc tươi hái ở trong rừng mang đến cho bà đây. Cửa đang mở đó cháu yêu à, cháu vào đi. Chó sói mỉm cười tự mãn và xông vào nhà khi cửa đang mở. Một lúc sau đó, cô bé quàng khăn đỏ và người thợ săn đến nhà bà ngoại. Vào đi cô bé, để bên cạnh bà ngoại sớm nha. Người thợ săn quay lại hành trình của mình. Cô bé quàng khăn đỏ gõ cửa. Bà ngoại cô la lên từ trong nhà. Ai đó? Là cháu đây bà ngoại ơi, cô bé quàng khăn đỏ. Cửa đang mở đó cháu yêu à. Cháu vào đi. Cô bé quàng khăn đỏ ngần ngại một chút, vì giọng cô mới nghe hơi khác so với giọng của bà ngoại. Sau đó mới nhớ ra là bà ngoại đang bị ốm. Giọng bà ngoại hơi khác, chắc là do bà bị ốm.
Cô bé quàng khăn đỏ mở cửa và bước vào. Chó sói mặc đồ của bà ngoại với chiếc mũ len và đeo kính đang nằm trên giường. Nó cũng kéo màn trong nhà cho tối đi, để cô bé quàng khăn đỏ không nhận ra nó. Cảm ơn cháu yêu đã vượt qua chặng đường dài để mang thức ăn đến cho bà. Đến cạnh đây để bà ôm cháu nào. Đến đây cháu yêu, đến gần đây. Cô bé quàng khăn đỏ để chiếc giỏ trên sàn nhà, nhưng cô bé không tới gần chiếc giường vì bà ngoại trông có vẻ hơi khác. Bà ơi, sao tay của bà dài thế? Là để bà ôm cháu dễ hơn. Vậy sao tay bà lớn quá vậy? Là để bà nghe tiếng cháu cho rõ hơn. Nhưng tại sao mắt của bà to vậy? Là để bà nhìn cháu cho rõ hơn đó. Vậy tại sao răng của bà trông sắc thế nhỉ? Là để ăn thịt cháu dễ hơn. Chó sói nhảy ra và tấn công cô bé quàng khăn đỏ. À, cứu với! Lúc đó cô bé mới nhận ra không phải là bà ngoại đang nằm trên giường, nhưng thay vào đó là con chó sói mà cô đã đi theo trên đường. Cứu! Cứu tôi với! Người thợ săn nghe tiếng cầu cứu của cô bé quàng khăn đỏ. Cứu! Cứu tôi với! Và chạy thẳng đến căn nhà, xông vào cánh cửa đang mở và bắt chó sói ngay lập tức. Cuối cùng tao cũng bắt được mày, con chó sói nguy hiểm. Giờ mày ở trong tay tao rồi. Người thợ săn rạch bụng chó sói và giải cứu bà ngoại. Cảm ơn vì đã cứu chúng cháu, ông thợ săn. Không có gì, nhưng hứa với ta cô bé, con không được bao giờ quên những gì mẹ con đã dặn nha. Bà ngoại ăn những chiếc bánh mà cô bé quàng khăn đỏ mang đến một cách rất ngon miệng, nấu thảo dược thành một tách trà và nhanh chóng khỏi bệnh. Cô bé quàng khăn đỏ hứa với bà ngoại rằng cô sẽ không bao giờ nghe lời chó sói xấu xa lần nữa. Cô bé quàng khăn đỏ đi dạo quanh khu rừng, lại vui vẻ ca hát. Khi cô đi ngang chỗ chó sói lần nữa, con sói bị người thợ săn phạt dọn dẹp cả khu rừng và rất xấu hổ với những gì nó đã làm khi nó gặp lại cô bé quàng khăn đỏ. Khu rừng thỏ trở nên vui vẻ, đầy thỏ và hoa như nó đã từng có trước đây. Sư tử và chuột nhắt. Trong khu rừng nọ có một chú chuột nhỏ yếu ớt. Chú rất sợ cáo, chó sói và thậm chí là sợ cả chính mình nữa. Đến nỗi mà mỗi khi có gió thổi làm gãy cành cây thì chú liền chạy đi kiếm cái hố để trốn vào. Vậy nên các loài vật nhỏ cười nhạo chú. Trông cậu ta sợ kìa. Cậu ta sợ cả gió nữa. Nhát quá đi. Cậu nhát quá đi. Một ngày kia, chuột lấy hết can đảm và đi đến chỗ chúa tể rừng xanh là sư tử. Sư tử vừa ăn xong bữa trưa, nó đang đánh một giấc trước hang. Các bạn của chuột cũng tò mò xem thử chuột đang định làm gì. Chuột bắt đầu trèo lên đuôi của sư tử, rồi trèo lên lưng sư tử. Với vẻ mặt rất tự tin, nó vẫy chào các bạn. Dù rất sợ hãi, nhưng cậu đang làm mọi thứ trong tầm tay một cách rất rõ ràng. Ngay lúc đó thì sư tử thức giấc, và khi nó vũ lông thì chuột té xuống. Chuột và sư tử đối mặt với nhau. Các loài vật khác rất lo lắng.
Ôi không, sư tử sẽ nuốt chửng chú chuột mất. Lão sược, sao ngươi dám? Ngươi làm gì trên lưng ta? Chúa, tể đừng, xanh, xin đừng ăn thịt tôi. Tôi nhát gan và yếu đuối nhất trong tất cả mọi loài đó. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng chìm trong nỗi sợ hãi hết. Ngay cả lá cây rụng xuống, tôi cũng sợ. Tôi chán ngấy với điều này, nên tôi muốn vượt qua nỗi sợ hãi. Ông là chúa tể rừng xanh, chỉ cần rống một tiếng là muôn thú đều sợ. Không biết ông có thể bảo vệ cho tôi hay không hả? Sư tử yên lặng lắng nghe chuột nói. Chuột đang tự hỏi không biết sư tử sẽ trả lời thế nào. Sao ta phải giúp người chứ? Cho ta biết lý do sao ta lại không nên ăn thịt ngươi. Tôi hứa là sẽ trả ơn ông khi ông cần. Một ngày nào đó tôi sẽ giúp được ông mà. Khi chuột vừa dứt lời thì sư tử rống to lên như thường lệ. Sao một con chuột nhỏ xíu như ngươi có thể giúp được ta chứ? Khi nhìn chú chuột đang run lẩy bẩy trước mặt, sư tử quyết định không ăn thịt chú nữa. Mai là ta vẫn còn no, nên hãy cút cho khuất mắt ta. Con chuột chạy đi ngay lập tức. Trông thấy mọi việc từ đằng xa, các bạn của chuột thật sự rất ngạc nhiên. Một thời gian sau, con sư tử đói bụng và đi dạo vòng quanh trong rừng. Nhưng nó không chú ý đến cái bẫy của thợ săn, và nó sập bẫy. Nó bị treo lên cao trong một cái lưới lớn. Nằm trong lưới, nó cố gắng thoát ra nhưng không được. Nó là chúa tể rừng xanh, nên nó không thể hạ thấp mình để la lên xin giúp đỡ được. Và vậy thì thợ săn sẽ nghe thấy mà đến bắt nó nhanh hơn. Không còn lựa chọn nào khác, nó đành bắt đầu chờ. Trong khi đó, các loài vật khác trong rừng cũng trông thấy sư tử, nhưng không ai dám đến gần nó. Khi chú chuột nhỏ đi ngang qua đó thì chú trông thấy sư tử và chú quyết định giúp sư tử. Chú tiến tới chỗ sư tử, bắt đầu trèo lên cái đuôi dài của nó, và khi tới được cái lưới thì chú bắt đầu gặm. Vừa lúc đó, thỏ chạy đến bên cạnh. Này anh bạn, nhanh lên, bọn thợ săn đang đến kìa. Những loài vật khác đang tụ tập xung quanh đó, khi nghe đến chữ thợ săn thì vội vàng chạy đi. Nhưng chuột vẫn bất chấp và tiếp tục gặm. Cuối cùng cái lưới cũng rách toang và sư tử rơi xuống đất, thoát ra ngoài. Nào nào, nhảy lên lưng ta, ra khỏi đây nhanh lên. Chú chuột nhảy lên lưng sư tử và chạy thoát ra khỏi đó. Sư tử thở hổn hển khi đến trước cửa hang. Nó khuỵu gối cho chuột nhảy xuống. Khi cậu nói rằng một ngày nào đó cậu có thể giúp được ta, ta đã đánh giá thấp cậu. Ta nghĩ cậu chỉ là một con chuột nhỏ bé vô dụng thôi. Nhưng cậu đã cứu ta. Cảm ơn cậu. Rất hân hạnh thưa bệ hạ. Cậu không cần phải e sợ ta nữa. Tất nhiên là cậu không còn phải sợ ai nữa, vì cậu là chú chuột rất dũng cảm. Nếu như ta là chúa tể rừng xanh, thì giờ cậu sẽ là hoàng tử can đảm của ta. Sư tử và chuột cùng cười lớn. Các loài vật chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối ở đằng xa cũng đến chúc mừng chú chuột can đảm. Sư tử và chuột trở thành đôi bạn thân thiết, và cuộc sống trong rừng bình yên mãi mãi.